Em có nghĩ là do nguyên nhân gì không? Em có dùng sản phẩm gì để bôi trên mặt không? Em có dùng rất là mặt ạ, với kem trộn. Sao em biết nó là kem trộn? Nhà em thì bán thuốc, đây là có những loại kem uống thuốc như kiểu những cái như kiểu acne thì là mẹ cho uống bôi và cho uống, nhưng mà tình không ổn. Nhưng mà nhà em với lại nhà dì em thì bảo là cho đi nhiều, nhưng mà kiểu nó vẫn nhà có thuốc mà nên là vẫn cứ cho uống kháng sinh. Rồi đến lúc bây giờ không được nữa rồi thì bắt đầu chị bắt đầu bảo là cho em nó đi. Đúng rồi. Anh nghĩ rằng là không thể xử lý được của bạn ấy đâu, bởi vì của bạn là tình trạng nặng em ạ. Cái này mình phải điều trị bài bản cơ. Thứ nhất là da bạn là da dầu nhờn, thứ hai lỗ chân lông nó bị tắc, thứ ba là nó có rất là nhiều mụn ẩn, mụn viêm. Cái này đúng là em nói đúng, tức là mình điều trị anh nghĩ chắc có những đợt nó cũng đỡ hơn một chút, sau lại nặng lên. Đợt này đang đỡ nhưng mấy đợt kiểu kiểu này. Lý do là bởi vì anh thấy là trên da em có nhiều vết thâm hay sẹo với cái nhiều lứa tuổi khác nhau. Cái này mình phải điều trị bài bản và điều trị để cho nó khỏi hẳn em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này, giảm bớt lên. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho bạn. Mục tiêu của mình cố gắng sau khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng thì da nó phải đỡ được khoảng 80-90%. Bởi vì nó có dùng kem trộn, đâm ra là quá trình mà kiểu mụn nó lên xuống xuống anh nghĩ là cũng phải mất một thời gian đấy, chứ không phải là nhanh đâu. Thứ nữa là nó có thâm thì sau này có thể cân nhắc về vấn đề điều trị thâm nhé. Thì phải nói chuyện với mẹ về điều trị thâm thì nó sẽ cần phải có phương pháp điều trị và nó sẽ tốn chi phí hơn. Em hiểu không nhỉ? Đấy, nhưng mà cái đấy nó sẽ làm cho da em hết thâm. Đúng không? Còn hôm nay mình cứ làm cơ bản nha em nhé. Dạ. Dây lên nhìn lên. Nó rơi ra đến cổ, lên rơi lên cả mặt này anh này. Nhìn nó này là nó không phải mụn trứng cá rồi. Còn chỗ nào nó không hay là trình được thôi. Đây thì cái thầu ghé này này. Thế những cái đồ bôi hiện tại đang dùng đồ bôi gì? Đưa quay lưng lên xem, kéo áo lên đi. Em kéo hẳn cái áo lên. Không có. Mình thử em là sẹo do em bị trứng cá đúng không? Đúng rồi. Nó mụn nó lại lên. Đúng rồi. Bên nào mẹ em thế? Đúng rồi. Em phải trứng cá rồi. Có hẳn lên đây xem nào. Xem lên có nào. Lưng có. Lưng có 2 cái, 3 cái đây. Để xem cái chỗ này nào. Cũng thế. Bên này xem. Cũng thế này. Phần lưng nào, quay lưng lên xem. Kéo bà vai. Bà vai kéo hẳn lên. Kéo áo lên nào. Ở phía dưới cũng có này. Bả vai, ui, nhiều chứ, không phải 3 cái đâu. Nhiều lắm em ạ. Đằng sau này cũng phải còn tầm độ 5-6 cái. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. 8 cái, 9 cái, 10 cái luôn. Nhiều. Đỡ rồi. Đây là sẽ xử lý nhân. Mấy cái chỉnh đều với cái nhọt ở chán đấy. Tức là bị nhưng mà không sử dụng phương pháp gì hết. Vâng, đúng rồi. Cái này của em thì thâm quá em ạ. Với cả dưới da em nó rất là nhiều mụn ẩn. Vâng. Ẩn với con cả viêm. Cái này của em là bị đi lại rồi. Có lúc bị xong lại đỡ. Vâng. Xong lại bị lại đỡ. Bởi vì tại sao nói thế, vì da em nó nhiều sẹo và vết thâm các lứa tuổi khác nhau. Vâng. Cái này thì mình phải điều trị thôi em. Cứ một trứng cá thì mục tiêu của mình là 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 90%. Vâng. Cái đấy thì mình sẽ làm sạch xử lý nhân. Với cả anh thử cho em. Mà. Em chỉ quan tâm đến điều trị khỏi mụn, có quan tâm đến vấn đề thâm không? Giảm bớt thâm thì cần thôi. Thâm thì em phải sử dụng công nghệ trị thâm nó mới giảm nhanh em ạ. Vâng. Thì nếu mà có thể chưa thử 2 cái. Dạ, chưa thử mắt em thấy nó là sẹo. Nặng nhỉ. Vâng, để lại nhiều sẹo với cả nhiều thâm của em ạ. Cái mụn này của em phải điều trị đúng, chứ nếu không này mà em nó rõ chỗ như cái tổ ong ấy. Vâng. Bây giờ nó đang lỗ tổ trước cái tổ ong rồi em ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình phải làm gì? Một là em phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn em ạ. Thứ hai là xử lý nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em, mục tiêu là 1 tháng mụn nó khỏi được khoảng 90%. Dạ rồi. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế kem nóng dầu mỡ, không sợ đánh lên mặt không em ạ. Dạ rồi. Cái đấy khó? Không. Ok, rồi em cố gắng nhá. Ồ, nhưng nhiều có được dịch cho con đeo khẩu trang đúng không? Vâng. Bên này đây này. Mặt đều xi luôn. Cái này phải xử lý đúng em nhá. Bây giờ mình phải điều trị, mình phải làm sạch xử lý nhân mụn này. Đấy, thứ hai là anh kê đơn này cố gắng điều trị liên tục em ạ. Vâng. Em mục tiêu cố gắng 1 tháng khỏi khoảng 90%. Được không? Được. Bên nhà hạn chế cây nóng dầu mỡ. Không sợ tay lên mặt hay bị nặng nhé. Gần 1 tháng nay em có dùng cái sản phẩm gì? Có, em đi gội đầu thì được cái tiệm gội đầu ấy, họ cho em một cái kem chống nắng với lại một cái sữa rửa mặt.
nhưng em lại không nhớ vì là em vứt đi rồi ấy. Với lại một cái kem đa năng ấy, tức là từ hôm em dùng là phát là em sau một tháng là nó phát tác. Cái dùng kem trộn của em ấy. Vâng. Mấy quán vừa đầu cho em dùng kem trộn. Đấy, thế mới chết chứ. Em vừa nám rồi vừa mụn luôn. Cái mụn này thì phải điều trị ngay em ạ. Bởi vì ngay bây giờ nó thâm thước, nó cay khét cả mặt em rồi. Một đầu mình phải làm sạch, thứ hai là xử lý nhân. Thứ ba là anh kê đơn cho em nhé. Cố gắng một tháng đi kiểm soát đến mụn khoảng 90%. Vâng. Về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cay nóng. Vâng. Thì này thì kinh quá. Anh ơi, bên này hôm trước anh có làm cho em ấy, cách đây 3 tháng anh làm cho em cái u tuyến vâng, thì anh kiểm tra luôn giúp em ấy. Bên này thì hầu như nó hết rồi này. Bên này cũng gần như thế. Vài cái mụn mụn nhỏ nhỏ mới mọc xong thì xử lý sau em ạ. Nhá. Điều trị mụn trứng táo ở nhà. Hiện tại lúc trước thì cháu dùng sữa rửa mặt Annette. Xong rồi bây đợt vừa qua là cháu đang dùng cái serum skin nghìn tư của Hàn Quốc. Xong rồi là cháu nó đang ở nhà, xong nó lên Hà Nội, bắt đầu từ lên Hà Nội học được 1 năm cái là như kiểu bị bắt đầu là đấy là một yếu tố chị ạ. Một chiếc cá này trên cái da của bạn là một da dơ, làm da dầu như nó chân lông nó cái tóc của nó hình thành các mụn ẩn với cả mụn viêm kèm theo cả quá trình và điều trị bằng các sản phẩm nó không phù hợp với da nó cũng bị như này. Cái này là bạn xong là đợt vừa rồi lại uống cái thuốc cái gì bổ gan thì như nó lại càng lại mọc thêm. Giải quyết được. Vâng. Cái này phải điều trị đúng chị ạ. Một là mình phải làm sạch, thứ hai là mình phải xử lý cái nhân mụn, thứ ba là cái đơn cho bạn. Mục tiêu là 1 tháng của bạn nó phải khỏi được khoảng 90%. Chị có quan tâm đến vấn đề thân của bạn không hay chỉ quan tâm đến vấn đề mụn? Chỉ mụn thôi thì mụn thì cháu mình sẽ xử lý mụn nhé, xử lý mụn nhé. Đấy cháu đi. Này của anh người ta gọi là bệnh lý gì? Nó gọi là cái bệnh mũi đỏ, mũi sư tử đấy. Chính xác, chuẩn luôn nhé. Cái này gọi là mũi sư tử này. Vâng. Mũi sư tử này bệnh lý là do cái rối loạn ở tại cái vị trí gần đầu mũi của anh này. Vâng. Do tăng tiết dầu quá nhiều, bị tắc, nó phì đại cái phần tổ chức tuyến bã lên và nó gây lên hiện tượng của anh như hiện tượng mũi sư tử. Vâng. Hoặc là gọi là mũi đỏ. Mũi đỏ cà chua đấy. Cà chua. Vâng. Trong này nó có tăng sinh mạch máu và mô nó phát triển rất là nhiều. Vâng. Cái này điều trị nó sẽ khá là phức tạp anh ạ. Vâng. Mình phải xử lý máu, thứ hai là xử lý sự phì đại của mũi. Yeah. Trong đó có vấn đề là mình phải kiểm soát chất dầu nhiều. Yeah. Thứ hai nữa là có cái vấn đề là mình xử lý sự quá sản của tuyến những cái tuyến ở đây của mũi của anh. Vâng. Tuyến bã thì mình sẽ có thể làm được cái gì? Thông thường là mình có thể kiểm soát để cho nó đỡ thôi. Vâng. Chứ còn gọi là để nó biến mất mà của anh trở về những cái mũi bình thường thì em nghĩ là sẽ tương đối khó. Nghe anh nhé. Gần như là không thể. Không, mình chỉ có thể làm giảm thôi anh ạ. Yeah. Giảm phi đại. Phi đại. Đấy, chẳng hạn như thế. Cái này thì mình phải sử dụng các công nghệ với nhau. Thứ nhất là mình phải sử dụng công nghệ điều trị máu. Thứ hai là mình sử dụng công nghệ để xử lý cái phi đại của tuyến. Thứ ba là để dùng thuốc uống thuốc bôi để cho nó ổn định tuyến này và nó trở về trạng thái tương đối ổn định. Thì anh nhé, nhưng mà cũng mất thời gian đấy. Cái gì không? Em nghĩ là do em đeo khẩu trang nhiều đấy. Cái từ cái đợt dịch ấy. Tại đợt dịch em thấy nó lên nặng hẳn đúng không? Vâng. Anh ấy em cũng suy nghĩ đúng đấy. Một phần là do nó. Khẩu trang của mình bản chất thì nó cũng sạch. Nhưng mà sau khi mình đeo vô miệng ấy thì nó sẽ bị hữu trùng sau khoảng vài phút em ạ. Vâng. Bởi vì mình sẽ có hơi thở. Thở ra nó sẽ bị kiểu mang vi khuẩn từ miệng ra ấy. Chỗ này của em nhiều cái vùng này. Bây giờ mình phải điều trị thôi em nhé. Không thể để thế này được. Bởi vì là em để này nó thành sẹo lỗ với thâm nhiều quá. Mình phải làm sạch xử lý nhân rồi mình xử lý thâm nhé. Cố gắng trong 1 tháng mới khỏi 90%. Còn đợt này là phải điều trị tích cực cho anh nhé, không được bỏ giữa chừng. Được không? Ok nhá. À hôm nay anh chị thăm cho em luôn nhé. Có chứ, anh làm luôn cho em nhé. Chưa anh ạ. Nó nằm ở phần giữa ngực của bạn. Vâng. Cái này chắc là nó sẽ xuất phát từ một cái tổn thương như kiểu mụn trứng cá. Vâng. Hoặc là một vết xước, hoặc là một vết thương gì đó mà nó phát triển lên. Vâng. Mình có hay sờ với sẹo? Em có đấy. Cái sẹo này mình lại không được sờ. Cái sẹo lồi là một bệnh lý mà do cái cơ thể của mình nó có cơ địa. Ừ. Cái phát triển của hệ thống xương bất thường nên là khi mà nó có bị vết thương ấy ở một số vị trí đặc biệt thì cơ thể mình nó sẽ phát triển thành một cái sẹo lồi như thế này. Ừ. Cái này nó sẽ bị to lên khi mà mình hay sờ tay vào là một. Thứ hai là mình vận động mạnh vùng ngực, ví dụ mình tập tạ này, mình lao động liên quan đến vùng tay, vùng cánh tay, vai, ngực nhiều. Ừ. Thứ ba là mình mặc những cái đồ bó sát và hay trà sát vào đấy thì nó sẽ phát triển. Đấy. Sẹo lồi này như mấy cái phía dưới này của bạn đang xu hướng phát triển này, một cái trên này là cái mụn cũng có thể hình thành cái sẹo lồi. Vì thế nên là mình tối đa có thể không để cho bị tổn thương vùng ngực bất cứ lý do gì. Thứ hai là cái này thì mình sẽ phải điều trị thì nó mới giảm được vì kích thước của sẹo rồi. Bây giờ là một cái sẹo rất to, ở phía dưới này nó có một tổ chức mạch máu tăng sinh rất mạnh phía dưới để nó phát triển cái sẹo này.
Thì mình sẽ xử lý từng cái bước một. Thứ nhất là mình phải làm cho sẹo nó phẳng đã, rồi mình sẽ xử lý mình máu nha em nhé. Đó. Bị này lâu chưa? Em bị lâu rồi, từ hồi em còn đi học. Bị này xem. Thế bây giờ đi làm rồi à? Bây giờ em... Đi làm cho em vẫn đang đi học? Em đang ở nhà. Cái này của em thì em bị sẹo nhiều phết. Cái này của em phải đi bị lại nhiều lần rồi em ạ. Em bị nhiều lần. Đúng rồi. Nên nó để lại khá nhiều sẹo rỗ với cả lõm với các cái hình thái khác nhau này, thời gian khác nhau. Hiện tại bây giờ vẫn đang có mụn rất nhiều em ạ. Có cả mụn ẩn, mụn viêm nhé. Cái này phải điều trị đúng thôi em. Mục tiêu của mình là một tháng mụn nó phải khỏi được khoảng 90% nhé. Cái này của em thì nó có khó gì đâu em. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cái nóng và dầu mỡ nhé. Không sửa tay lên mà không kệ nặng. Được không? Được. Khó không? Em bình thường. Em phải hạn chế thức khuya nhé. Vâng. Hôm nay mình sẽ làm sạch, thứ hai là mình xử lý cái nhân nhé. Một tuần sau thì em khám lại nhé, có được không? Vâng. Của em nó có mụn viêm với cả mụn ẩn đấy. Cái này em phải hạn chế thức khuya thôi nhé. Hạn chế thức khuya thôi chứ không chán cái này thì nó thành sẹo xấu phí thôi nhé. Hạn chế thôi, hôm nay mình chắc là phải xử lý cái nhân với cả làm sạch em ạ. Xong anh kêu cho em cái đơn nhé. Cái này cố gắng là trong vòng 1-2 tuần nó khỏi đi nhé. Ok. Nó có mụn viêm, viêm nhiều lắm. Cái này phải mụn nội tiết không nhỉ? Không phải, nó chẳng có liên quan đến nội tiết. Nội tiết nó chỉ đóng vai trò 1/3 thôi. Vâng. Chứ không phải là toàn bộ đâu. Nó chủ yếu là những cái mụn mủ. Cái này là yếu tố viêm, tổ vi khuẩn ở da em ấy, nó nhiều. Vâng. Mình phải xử lý mụn mới cả làm sạch thôi nhá. Mình điều chỉnh rồi, cố gắng khoảng 1 tháng thì nó lại phục hồi được khoảng 90% nhá. Về nhà phải hạn chế cái nóng dùng mỡ cho không sờn tay lên mặt nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ xử lý nhân mụn em ạ nhá. Bên này cũng có xử lý nhân mụn rồi, nó hút tắc nhẹ. Về nhà em vẫn phải hạn chế cái nóng dầu mỡ nhá. Bây giờ còn thức khuya không? Dạ không ạ. Hạn chế thôi nhá. Có đeo khẩu trang các thứ nhiều không? Có, ngày nào cũng đeo. Thế bây giờ nếu mà không phải tiếp xúc với người khác mà ấy thì em bỏ khẩu trang đi nhá. Vâng. Vì đang viêm như thế này mà em đeo khẩu trang vào trông sẽ tệ đi đấy. Rồi nhá. À, em chỉ ra đường em mới đeo thôi. À, chỉ ra đường mới đeo thôi nhá. Và lúc nào mà không ấy nữa thì bỏ đi. Vâng. Đồng ý không? Vâng. Ok em nhá. Anh thấy nó cũng ổn mà. Điều trị lâu lắm ấy. À, tức là có từng người đúng không? Từng điều trị rồi. Mình dùng phương pháp gì? Em dùng tiêm. À, có hiệu quả không? Có hiệu quả. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái thời điểm này nó lại bị lại. So với cả nó còn bị thêm và trước quay lại thì nó to rất nhiều. Trước nó chỉ bằng hai cái nốt dưới mới này, nó rất là bé, rồi nó điều trị. Tại vì cái này là em nhà em có con nhỏ, nên em thường xuyên nó cọ sát vào và nó tắm cho nó cọ sát vào. Đấy, bạn nhận ra một vấn đề đấy. Không, không mà không tránh được, cái đấy là không tránh được. Đây có này. Cái này cũng là nặn mụn từ. Cái sẹo này thì ở đây mình sẽ dùng đa trị liệu bạn ạ. Tức là mình sẽ kết hợp giữa tất cả công nghệ tốt nhất để mình điều trị, nhé, chứ không phải là mình chỉ dùng một cái phương pháp. Và mục tiêu của mình thì cố gắng là cái sẹo này nó sẽ mờ được khoảng bằng phẳng được khoảng 80% gì đó trở lên em ạ, nhé. Cái kích thước của nó thì nó không thay đổi được kích thước nhưng mà độ bằng phẳng với cả nó kia thứ đó nó phải chỉnh lại. Nó hiện tượng bắn pháo hoa này chị này, tức là nó có đen trắng lẫn lộn ấy, nám nó phát triển vừa bị nám này vừa bị mụn. Cái này bây giờ mình phải điều trị cái mụn nó ổn đi, xong bắt đầu mình điều trị cái nám. Mà điều trị nám thì phải điều trị mà đúng. Bây giờ mình điều trị tích cực lên nhá, không dùng keo linh tinh được. Nếu như thế thì làm gì, mặt thì xấu tè rồi, cứ đi dùng nó nhăng. Em điều trị kiểu như thế nhá. Uống thuốc rất nhiều nơi không khỏi. Xong rồi lan rồi lan cả xuống háng, cả bụng. Bác sĩ này nó cứ phải theo vòng vòng vòng. Cứ theo vòng vòng cả háng, cả rực cả háng. Đúng, 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 đúng. Xem cái bụng. Ok, rồi. Khâu xong rút. Chỉ. Đấy thì trước nó bình thường bây giờ tự lồi, nhưng mới nó mới lồi được cả tháng này. Thế này của em này bị sẹo lồi, cơ địa bị lồi, nó lại xuất hiện ở vùng này, vùng hay bị lồi lắm. Đấy, cơ địa của em như thế nên nó dẫn đến hiện tượng là chỗ sẹo là nó bị kiểu phì đại to lên, cái này càng để thì càng ngày càng to. Nhưng mà để nếu mà điều trị thì điều trị sớm hay là để nó ổn định là điều trị? Điều trị sớm, bây giờ phải điều trị luôn, ổn định. Là như thế nào là ổn định? Em thấy mạch máu tăng sinh mạnh mẽ. Đấy, tức là nó có những cái đường gân. Thì em nghĩ cái này có thể nó sẽ... To nữa. Đấy, to thêm. Phì lại to nữa. Cái này mình phải điều trị. Ở đây thì mình sẽ dùng gọi là một đài trị liệu kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Vâng. Trong đó công nghệ laser là chính. Thường mình điều trị cái này thì nó phải tối thiểu vài chục lần đấy. Thế cơ. Khoảng 2 tuần mình điều trị một lần. À, thế ạ. Mục tiêu của mình là nó sẽ bằng phẳng xuống được khoảng 80-90%. Và thứ hai nữa là không ngứa, không nhiễm nữa. Tức là nó phải chuyển màu cái sẹo của em đi. Đấy. Sau khi mà nó sẹo phẳng xuống em thấy nó còn nhiều gân máu nữa cơ. Bởi vì là cái mạch máu phía dưới nó nhiều lắm. Thế là cái này của em là gồm uống thuốc với laser à? Có phải tiêm cái gì ở đây không?
có một kem gì không ạ? Có thuốc Naria thì trong với 3-4 năm rồi. Vâng. Cái chỗ này của em này nó gọi là bên da cơ địa nhá. Tay kia bị không? Có nghĩa là tay này cũng có cả bị ở chân ít hơn đúng không? Vâng, ít hơn. Cái này nó gọi là viêm da cơ địa em nhé. Tức là một bệnh lý có liên quan đến yếu tố cơ địa. Nó có hai biểu hiện chính, một là bong da nhiều thì người ta gọi là sừng. Vâng. Mụn nước nhiều thì người ta tổ điểm. Vâng. Có những trường hợp nó sẽ bị cả hai, những trường hợp bị một trong hai cái. Vâng. Em nhé. Và cái đầu ngón tay này nó sẽ bị bong da, bong rết rồi. Rồi mà đây này ngứa lắm ạ. Cái này em phải kiêng nước và xà phòng tuyệt đối. Vâng. Nước xà phòng em phải kiêng. Vâng. Từ vì điều trị nó mới ổn được. Vâng. Nhiều khi viêm da cơ địa nó có thể biểu hiện ở cả trên mặt nữa. À, vâng. Nhiều khi nó trên mặt vâng. Kiểu như vậy nhé. Cái này thì mình phải kiêng nước xà phòng, cái này là mình phải dùng đơn nhé. Vâng. Trong này có hai thứ phải dùng thường xuyên, đó là một cái sữa tắm rửa tay và một cái kem dưỡng nhé. Vâng.